Mình tiếp tục với nguyên âm đôi số 16, Ơ ủ, Ơ Mình bắt đầu với khẩu hình miệng vuông tròn, sau đó chuyển sang khẩu hình tròn với việc chu môi về phía trước, Ơ ờ, ủ, ừ, ừ. Về lưỡi thì như thế nào? Hai mẹp lưỡi phía trong áp vào hai hàm răng trên và kéo nhẹ lưỡi vào bên trong để tạo ra âm Ơ ờ. với âm mũi, sau đó chu môi ra phía trước để chuyển sang âm Ơ ờ, ủ, ừ, ừ. Ơ u Ơ u âm Ơ ừ được đưa lên cao và kéo dài gấp đôi so với âm u ừ. sau đó mình kéo nhai bùng dưới để đảm bảo rằng cả hai âm được phát âm liền nhau trong cùng một luồng hơi chuyển đổi khẩu hình miền một cách mềm mại và uyển chuyển giữa hai âm Ơ ừ và u ừ. và đảm bảo phải lấy được âm mũi cho âm Ơ ừ và di chuyển khẩu hình miệng từ âm Ơ ừ sang âm u ừ một cách tự nhiên Ơ ừ, u ừ. Cell phone, cell phone, cell phone, boat, boat, location, location, soldier, soldier, photograph, photograph.